xanh hóa chuỗi sản xuất và kinh doanh đang trở thành xu thế toàn cầu, yêu cầu các doanh nghiệp triển khai các hoạt động nhằm hướng tới một nền kinh tế carbon thấp và thân thiện với môi trường. Ngành dệt may cũng không ngoại lệ. Vậy, hãy cùng WWF Việt Nam tìm hiểu xem Kisto Martin Việt Nam, một doanh nghiệp trong ngành may mặc, đã làm gì để xanh hóa chuỗi sản xuất của mình nhé! Theo tính toán, mỗi năm, doanh nghiệp tiêu thụ đến 13 triệu kWh điện cho hoạt động sản xuất và vận hành, tương đương 28 tỷ đồng. Do đó, để giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ và đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050 mà doanh nghiệp đã đặt ra, Kisto Martin Việt Nam đã áp dụng giải pháp lắp hệ thống điện mặt trời áp mái cho các nhà xưởng sản xuất của mình. Dự án chia thành 2 giai đoạn với tổng chi phí đầu tư khoảng 28 tỷ đồng. Với tổng công suất 1,7 MWp, hệ thống đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 15% lượng điện tiêu thụ trong năm, tương đương với 3,6 tỷ đồng. Hệ thống còn làm giảm nhiệt độ bên trong các khu nhà xưởng, giúp doanh nghiệp giảm chi phí làm mát. Trong tương lai thì ngoài việc sử dụng năng lượng tái tạo, chúng ta sẽ tìm kiếm thêm các nguồn năng lượng mới, ví dụ năng lượng từ gió hoặc các nguồn năng lượng thu hồi nhiệt để làm sao để tối ưu hóa và cũng như là giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải CO2. Các thực hành của Kisto Martin Việt Nam sẽ là điển hình cho các doanh nghiệp khác học hỏi để cùng chung tay đóng góp cho một Việt Nam thịnh vượng, 100% năng lượng tái tạo và phát thải ròng bằng không.